Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh điều tra truy xét vụ trộm lớn xảy ra trên địa bàn. Đang nói nạn nhân khai báo bị mất trộm là ca sĩ Nhật Kim Anh, tên thật là Đỗ Thị Kim Huệ, 34 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh. Theo khai báo của ca sĩ Nhật Kim Anh, tối ngày 14 tháng 7, chị trở về nhà riêng ở đường số 3A, khu dân cư Camellia, thuộc ấp 3A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thì phát hiện nhà bị đột nhập. Kiểm tra trong nhà, ca sĩ Nhật Kim Anh phát hiện mất số tài sản lớn. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan. Theo khai báo của ca sĩ Nhật Kim Anh, số tài sản bị mất gồm 100 lượng vàng, một nhẫn kim cương và 500 triệu đồng, ước tính giá trị khoảng 5 tỷ đồng. Hiện tại, phía Nhật Kim Anh từ chối bình luận về sự việc này, đồng thời cơ quan công an vẫn đang tích cực điều tra truy tìm kẻ trộm.